chợ Mỹ Thạnh. Hôm nay rất là đông người đi chợ rồi, chợ Tết. Bãi đậu xe kín mít luôn, xe cộ dập dìu. Cảm ơn các bạn đến với kênh Tuấn Nguyễn Cuộc Sống Mỹ, Texas. Hôm nay mọi người đi mua sắm Tết rất là rộn ràng các bạn. À, vụ gì đây? Lấn chiếm lòng lề đường phải không? Báo công an rồi nha. Người người tấp nập đi chợ. Người tấp nập đi chợ mua sắm đồ Tết. Dân hàng mứt Tết. Mứt Tết bỏ vô bịch này ngon quá. À, nhiều bánh kẹo với lại trà. Ồ này bánh in nè, bánh in nè. Ôi bánh in này nấu nước trà. Ăn trong ăn bánh in uống nước trà 3 ngày Tết có lý lắm nha. Trà rượu bánh mứt. Bánh mực theo lèo cất chuột, mực bí, mực dừa, mực củ năng nè, mặc sức mà ăn luôn. Chuột tắt tắt nè, biết bao nhiêu chậu đây. Đây là chợ Mỹ Thành, hàng rau quả nha. Hôm nay này bán nhiều chậu ta. Mai đẹp quá. Đây là gian hàng hải sản tươi. À, muốn mần cá thì phải get like nha. Muốn mua cá là phải get like, lấy số. Lấy số rồi người ta mới lựa thứ tự từng người người ta bán cá cho mình. Còn bên kia là hàng thịt. Quay cảnh Tết chút đó chị ơi. À, người nào cũng mang mua hoa. À, bao nhiêu một chậu chị? 17 đồng ạ. À. Wow, hoa đẹp quá. Chúc mừng năm mới các chị nha. Chồng mấy ai đẹp quá. Oh, có vạn sự như ý này. Cái này tên là bông gì vậy Châu? À, đây là hoa lan đất à. Hoa lan đất. À, bao nhiêu một chậu này vậy? 70 ha, 70 đồng, 70 đồng một chậu. Ở ra rồi nè, trời đẹp dễ sợ. À, theo lời của chị chủ thì đây là lan đất. Mình không biết tiếng Mỹ là gì nhưng mà đây là lan đất. 70 đồng một chậu. Thank you.
bó hoa đó thì nó không có được bền như là những cái hoa này, thì mình chỉ trưng được vài ngày và cái màu vàng nó cũng không có được nguyên vàng, thì cái giá nó rẻ hơn một chút. Rẻ. Dạ. Là như vậy là tiền nào cũng nấy. Tiền nào cũng nấy. Dạ. Chành bự quá. Coi củ sắn nha, củ sắn bự khổng lồ. Củ sắn khổng lồ. Wow. Quýt. Sao bớt, chị cho mặt. Xe bên đó đó. Củ sắn này bán 7 đồng một trái chị. Củ sắn 7 đồng một trái. Tôi bán luôn muối ớt chấm. How much for the coconut? $7. $7? Wow! How come too expensive? Can you bring the price lower? Cheaper? No? $7? For sure? Look like everything $7? No. No? Pineapple like $4. Pineapple $4? And that chimaca is smaller. $5. Ok. Trái dừa. Trái dừa 7 đồng một trái. Trái khóm. Trái khóm 4 đồng một trái. Củ sắn. Củ sắn nhỏ này thì 5 đồng một củ. Còn củ sắn khổng lồ kia 7 đồng một củ. And how about tangerine? $5 a plate. $5 a plate. Một dĩa quýt thì $5. And how about lemon? $4 a plate. Hả? $4 a plate. $4 a plate. Okay. Then choose dessert. Yeah. Khoảng chừng 4 đồng, khoảng chừng 10 trái một dĩa vậy đó. Water is free, right? Top of water. Water free, right? Top of water. Oh, clean water. Oh, nước này nước rửa tay cho mày nước uống nha các bạn. Bốc tay vô ăn dơ thì sau đó rửa tay. Sau người chủ nói là toàn bộ những trái cây này thì đem từ Mexico qua. Ông chủ không cho mình, không muốn cho mình thấy mặt. So all the fruit come from Mexico? Yes, sir. Wow.